Thưa quý vị và các bạn, các hoạt động ngoại khóa sôi động là một trong những giải pháp hiệu quả để thu hút học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, thì tổ chức các hoạt động ngoại khóa như thế nào để vừa hiệu quả vừa an toàn là vấn đề mà các nhà trường phải có phương án phù hợp. Các tiết học ngoại khóa với chủ đề Dấu ấn Lào Cai của cô và trò trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai diễn ra vào buổi chiều, ngắn gọn nhưng hấp dẫn, với những thông tin kiến thức bổ ích về sự phát triển của quê hương trong hơn 30 năm tái lập tỉnh. Đây cũng là hình thức ngoại khóa đầu năm được nhà trường lựa chọn trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Các hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì được nhà trường tổ chức rất linh hoạt, sẽ tổ chức thành các nhóm nhỏ như hoạt động ngoại khóa của ngày hôm nay, hoặc tổ chức gửi video về các lớp học để tất cả các học sinh đều được tham gia vào hoạt động ngoại khóa của nhà trường trong từng đơn vị như là lớp học. Đa phần những hoạt động giáo dục tại các địa bàn thuận lợi như thành phố Lào Cai đều được triển khai theo hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, tận dụng tối đa nền tảng số để tạo sự tương tác, tăng hứng thú cho học sinh. Hoạt động bằng trực tuyến, tuy là trực tuyến nhưng mà vẫn được tương tác thêm các tiết mục văn nghệ và vẫn được trả lời các câu hỏi, nên là em cũng cảm thấy rất là vui. Đối với các trường ở địa bàn khó khăn hơn, nhất là các trường nội trú, bán trú ở vùng cao, với đặc thù học sinh đông, cơ sở vật chất còn hạn chế, thì những hình thức hoạt động ngoại khóa cũng phải linh hoạt hơn, chủ yếu là rèn luyện, kỹ năng và trò chơi trong quy mô lớp học. Tổng trách đội đã và kết hợp với cả các đoàn thể nhà trường đã xây dựng các cái hoạt động cho học sinh mà sinh hoạt ở trong lớp, kết hợp với cả giáo viên chủ nhiệm rồi các giáo viên bộ môn ít tiết, tạo các không khí sôi nổi cho các em để trong cái giờ học khi các em không được ra ngoài sân để tổ chức các hoạt động ngoại khóa tập thể như trước. Do tác động của dịch COVID-19, các hoạt động đầu xuân năm nay có phần kém sôi nổi hơn mọi năm. Tuy nhiên, các nhà trường trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực nhiều giải pháp để thu hút học sinh tới lớp. Tỷ lệ chuyên cần trong tuần đầu tiên ghi nhận tăng đều qua mỗi ngày. Với sự quyết tâm và nỗ lực của cả thầy và trò, các nhà trường đang sử dụng hiệu quả quỹ thời gian đầu xuân mới để triển khai các hoạt động giáo dục trực tiếp, quyết tâm vượt khó, hoàn thành tốt mục tiêu năm học đề ra.